Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Top Top của OBB. Vì tuổi trẻ là những chuyến đi nhưng mà đôi khi chúng ta lại thiếu đi kinh phí. Cho nên là hôm nay shop chúng mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm rất là thú vị để đem đến những chuyến đi tuyệt vời trong một mức chi phí vô cùng hợp lý nha. Và vâng, đó chính là những cái mẫu loa Bluetooth giá mềm rất đáng mua dành cho anh em phục thụ. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với anh em con Hopstar P20 Mini. Thì con này như anh em thấy nó có một cái thiết kế đúng chất là một món phụ kiện thời trang luôn. Bên ngoài nó được bọc vải nè, nó có LED RGB bên dưới cái màn cộng hưởng nè, và nó còn có thêm một cái móc treo xinh xắn như thế này nữa, cũng rất là tiện dụng. Ngoài ra thì con này nó còn có nhiều màu sắc để anh em lựa chọn, màu đen như con này, hoặc là anh em có thể chọn màu xám, màu xanh hoặc màu camo đúng chất quân đội phụ thủ luôn ha. Về mức âm lượng thì con này nó cho công suất đủ xài khoảng 10W, thì nó đủ để cho anh em ngồi bên con loa và tận hưởng những cái cảm giác yên bình chiêu nhạc giữa thiên nhiên xa rời chốn phố thị xô bồ. Về kích thước thì con này cũng rất là nhỏ gọn, nó cao chỉ có 12.5cm thôi. Thì về căn bản nó cũng tương tự như một cái lon nước ngọt vậy đó. Anh em có thể bỏ vô trong ba lô, vô vali và xách đi khắp mọi nơi mà không cần quan tâm về cái khối lượng hay là cái kích thước của nó. Về cái khả năng kháng nước thì anh em cũng sẽ khá là yên tâm với con này, khi mà nó có độ kháng nước IPX6. Mình cũng tương đối là an tâm với những cái cơn mưa bất chợt mà chúng ta có thể gặp phải trên đường mình đi chơi ha. Sẵn tiện đã nói về con Hopstar P20 Mini thì mình cũng muốn nói luôn về cái con nhỏ chị em của nó, đó là con Hopstar P35 Mini. Về căn bản thì hai chị em nhà này nó sẽ không khác nhau nhiều từ thông số kỹ thuật cho đến kích thước luôn. Tuy nhiên nếu anh em cần một con loa mà nó có khả năng chống chịu tốt hơn thì nên chọn con này, tại vì chuẩn kháng nước của nó là IPX7, nó sẽ kháng nước tốt hơn con P20 Mini. Ngoài ra thì nó còn có một cái dải LED RGB xung quanh cái miệng loa nữa, nhìn nó hoành tráng hơn, mình có thể cầm lên cho anh em dễ so sánh nè. Đó, thì như con này, anh em nào mà thích nó vui mắt hơn, nó lét lũng sập sình hơn, đi đêm nhìn nó nhộn hơn thì nên chọn con P35. Với một cái mức giá chỉ dưới 500k thôi mà lại đem đến những cái trải nghiệm thú vị cho những cái chuyến đi của anh em, thì mình tin là hai con này là những cái khoản đầu tư rất là đáng giá dành cho anh em phượt thủ. Anh em có thể vào TikTok shop của bên mình để mà tham khảo thêm nha. Ở phần tiếp theo thì shop OBB chúng mình sẽ đem đến những mẫu loa rất là thú vị đến từ nhà Zelot, và nếu anh em cảm thấy hứng thú thì nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.